Hiện tại tôi đang ở khu Trung Sơn Bình Chánh. Tôi đang chạy trên đường Chính Na này. Bây giờ tôi đi thẳng nhá, qua cầu, có hai cái cầu. Nếu mà đi thẳng qua cái cầu thứ nhất, cầu Nguyễn Văn Cừ ấy, thì chúng ta sẽ qua quận 5. Còn rẽ phải qua cái cầu Him Lam ấy, thì chúng ta qua quận 7. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho các bác hai cái chung cư, ba cái chung cư bên cái khu Him Lam đấy. Thì hai cái của hàng Lai Gia Lai với một cái của hàng Him Lam. Thì bây giờ chúng ta cứ đi thẳng nhá, rẽ qua cầu Him Lam, chúng ta qua quận 7 luôn. Thì cái đường khu Trung Sơn này nó rất là hay là như thế đấy. Rồi, bây giờ chúng ta cứ đi nào. Đây chúng ta rẽ phải lên cầu Him Lam nha. Thì cái cầu Him Lam này chính là cái cầu mà nối quận 7 với khu Bình Chánh này. Rất là hay. Đường đi rất là nhanh. Giúp từ quận 7 đi quận 5 rất là nhanh nhá. Bên này là Phú Mỹ Hưng này, Novaland nhá, Sunrise City các bác kìa, gần một chục cái block. Còn cái khu bên này là khu Him Lam quận 7 này. Thì cái khu Him Lam này tôi giới thiệu đấy nhá, các bác xem cái video mà tôi đã nói về khu Him Lam Tân Hưng ấy, thì các bác có thể hiểu hơn về cái khu này. Còn bây giờ chúng ta rẽ trái xuống cầu này, rẽ trái luôn và chúng ta đến được cái thằng Him Lam Riverside đấy. Chúng ta ghé vào đấy, chúng ta quay chút. Riverside rồi. Bây giờ tôi giới thiệu cho các bác biết cái chung cư Him Lam này một xíu nha. Đó là chung cư hạng sang đấy, xây kiểu vòng cung. Phía bên ngoài này chính là cái khu dân cư Him Lam này, cực kỳ cao cấp luôn á. Cái khu Him Lam Tân Hưng này là đắt tiền ngang ngửa với khu Mỹ Hưng nhá. Đấy, Him Lam Riverside đấy, nó nằm ở trong khu dân cư Him Lam á. Khu này cực kỳ nhiều tiền. Bên này có cái chung cư Florida đang xây các bác này. Thì cái thằng Him Lam này là nó cao khoảng hơn 20 tầng các bác ạ. Và từ thằng Nguyễn Thị Thập chúng chạy vào đây thì khoảng vài trăm mét thôi. Từ Nguyễn Hữu Thọ thì khoảng cũng chưa đến một cây. Đi lên quận 1 ở cái chỗ thằng Him Lam này, đi lên quận 1 đây thì nó khoảng 4 cây là cao nhất. Đấy, đi về quận 5 rất là nhanh. Thì cái nói rằng cái vị trí ở cái khu này là đẹp nhất, bậc nhất luôn đấy, đẹp hơn cả vị trí Phú Mỹ Hưng. Nếu nó xét xét trên cái khía cạnh là vị trí di chuyển đó, thì vị trí khu Him Lam này đẹp hơn Phú Mỹ Hưng. Nhưng về phong thủy thì chưa chắc đẹp bằng Phú Mỹ Hưng nhé. Nhưng mà xung quanh cái chỗ này nó được bao bọc bằng sông hết, cho nên nó cũng rất là hay. Đấy, các bác thấy mấy cái nhà phố này không? Đẹp không?
thì chung cư này có kiểu có rất nhiều cái block nhá, và cái kiểu thiết kế của nó vòng cung màu trắng sáng rất là sang, rất là đẹp, nói là như vậy. Thì giá ở đây thì chắc tôi nghĩ nó không cao đấy, chắc phải trên bèo lắm là phải trên 1,5 triệu một căn, còn giá thuê thì phải trên 10 triệu một một tháng một căn đó. Thì cái khu Helam Riverside này nó là như vậy. Chỗ này là cái lối ra này, lối tầng hầm này, bên này là cái khu vui chơi Vietopia này. Cái chỗ vui chơi này thì chỗ vui chơi kiểu giống như là khóa thân đấy, kiểu như là các bác muốn làm bác sĩ này, con của các bác muốn làm bác sĩ này, muốn làm kỹ sư ấy thì vào đây thì họ sẽ cho con các bác biến thành những cái người đó, muốn làm luật sư, làm tổng thống gì hay làm chủ tịch nước gì cứ vào đây là sẽ được khóa thân, nhưng mà chẳng có ai chơi hết đâu. Đây là mấy cái nhà phố biệt thự ở ngoài này nhá, nhà ngoài này cực kỳ đẹp luôn, thiết kế rất đẹp, nhưng mà sát sát nhau như vậy á, liền kề liền vách nhau như vậy á, cho nên thì nó giá trị của nó cũng không cao đâu. Ngoài này đường Nguyễn Thị Thập cho các bác này, nếu mà rẽ phải ấy là đi về quận 5 nhá, đi về Bình Chánh nhá, còn rẽ trái thì đi về cái khu quận 7. Rồi thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái khu chung cư Himalayan Riverside này nó là như vậy. Để bác nào mà có nhu cầu mà muốn thuê ở đầu tư thì cái chung cư Himalayan Riverside này là cái lựa chọn mà tôi nghĩ nó là tuyệt. Thiết kế rất đẹp. Bên trong tôi nghĩ còn đẹp nữa. Nhưng mà để vào bên trong thì chỉ có dân cư vào mới phù hợp thôi, chứ còn tôi cầm máy quay vào trong đấy thì nó không hay lắm. Rồi tôi giới thiệu thế như thế cho các bác thôi nhá. Thì bây giờ chúng tôi đi lấy lại quận 7 đây. Nhớ đăng ký kênh của chúng tôi nhé.